Sáng dày luôn em. Dạ. Bị mụn này lâu chưa? Tầm hơn tháng rồi. Hơn tháng? Mà dễ vậy à? Thank you.
Nghe điện thoại chị nha. Đi kia đi kia. Khó tí nha, quá tầm muộn. Nhớ chị. Nhiều quá trời luôn, đang quay nè. Để hơn hết cái da, mặt này đẹp để cái mông da hết. Cố lên. Hôm nào để khỏi chị? Nhà có thuốc gì sớm không em? À, có thuốc bôi mụn, nhưng mà em thấy nó không có đâu. Bôi thuốc bôi là cái loại nào? Em không chụp ở đây. Nhưng mà nó không làm khô lắm đâu. Em bôi hơn 10 ngày hôm nay nó vẫn như thế này. Vậy á, vậy lấy thuốc của chị bôi nha. Tí nữa em xem nào. Để viêm chân cái mặt này.
mỗi nữa này, cũng chỉnh nha. Đã tay luôn. Nó thì mỗi từ khó tay nha. Cái mũi mũi mới làm à?